kiếp muôn đời. Tôi luôn phải gắn liền với cái chữ là trông trẻ. Ôi trời ơi, rồi lúc tuổi mẹ sẽ sao suốt ngày á, cuộc đời bây giờ tôi cứ bắt tôi trông trẻ hoài đó. Bây giờ tôi lại tiếp tục làm bảo mẫu nữa, các bạn thấy chưa? Rồi mình đừng có khóc được không nè, tôi ảnh mày lên, đừng có khóc, đừng có khóc. Ủa sao nó khóc vậy ta? Mà mới tập trông trẻ à, quên, tính ra tôi trông nhiều đứa trẻ lắm rồi. Trẻ bị bắt, trẻ bị ma ám nè, trẻ bị khùng, trẻ bị điên, trẻ bị gì tôi còn đều trông hết được hết luôn. Rồi thằng quỷ này sao mày khóc vậy hả? À, chứ tôi phải tìm cái gì cho nó ăn thôi các bạn ơi. Còn cái nhà này không có gì cho nó ăn luôn. Và trước khi bắt đầu với video trông trẻ ngày hôm nay, các bạn cũng đừng quên là hãy nhớ bấm vào nút đăng ký kênh Ruby TV của tôi và hãy nhớ đăng ký kênh Ru Tổng và Ruby Vlog của mình để có thể xem được những video reaction nè và những video về vlog luôn nha mọi người ơi. Còn bây giờ tiếp tục nào, tiếp tục nào. Không biết sao thằng quỷ này nó cứ khóc hoài luôn á. Con ơi, con đính đi má, con về kìa. Trời ơi, tính ra má, má mày thuê tao làm con tiếng mà sao bây giờ tao ở đây tao không biết tao đang làm gì cho mày nữa. Nữa rồi, đừng có khóc nữa con ơi. Lại con luôn á, đừng có khóc nữa. Rồi con thích cái gì? Con muốn chơi con gấu bông hả? À, con muốn chơi cái xe này hả? Nè, chơi đi mày, chơi đi mày. Thúc hoài. Chiếc cười làm trông trẻ mà cảm thấy mệt mỏi luôn mấy bạn ơi. Rồi con ơi, con đừng khóc nha. Mẹ hương con, lộn cô hương con. Mà tao mình nói tao là mẹ mày, chắc mẹ mày đuổi gì tao luôn quá trời ơi. Ê, à, bà chị ơi. Như đó, như bà này là má đó phải các bạn ơi. Mà thôi kệ đi đó, lâu lâu làm nghề trông trẻ đi, ra vòng vòng xem phòng này có gì vui không. Trời ơi, phòng có gì hết trơn à. Trời ơi là trời, sao phòng không có gì, trời may quá. Các bạn biết cái gì không, hôm nay trông đúng một đứa trẻ bình thường nha, chứ không phải Bình Dương nha. Bình Dương là tao nghỉ việc rồi, Bình Dương là tao nghỉ việc rồi. Really, nigga? Cái tủ này mở không được. Cái tủ này mở vẫn được nha. Rồi mày đợi tao tí em ơi. Con ơi, uống sữa phải không? Rồi rồi, cô lấy cho con ly sữa con uống nha. Trời sao cái sữa dưa hầy vậy, để coi sao cái sữa dưa dưa hầy vậy. Trời ơi là trời, thấy gớm chưa. Rồi là mẹ con gì đâu mà không biết rửa bình sữa gì hết trơn. Rồi huê, đúng là huê, người giúp việc là quá đúng rồi đó các bạn ơi. Okay. Rồi uống đi con trai. Con, ủa là nó uống rồi hả? Ủa là nó uống rồi hả? Từ từ, thèm gì vậy, để lấy cho miếng sữa uống nè. Khổ ghê luôn à. Rồi rồi, đổ sữa vô cho uống nè, mệt ghê luôn á. Rồi à, cái này là có đủ sữa cho con uống rồi, con uống tới kiếp sau cũng không hết nữa con ơi. Uống đi con, đúng rồi, ngoan ngoan bú bú đi con ơi. Phận trong trẻ không thể nào mà vui hơn rồi. Nó nằm đâu vậy trời, sao ghét rồi mà tao mệt mày luôn. Nằm trong đây hả con, đây. Trời ơi, nó không cho mình nằm các bạn ơi. Quỷ này không cho mình nằm. Ô, con thích chơi này phải không? Là nó muốn mình hát cho nó nghe các bạn ơi. Rồi rồi rồi, đây để cô ngồi cô hát cho con nghe nha. Gợi một chút. Sao mà vẫn khóc vậy? Trời ơi, khổ ghê nè, chơi đi. Chê giọng hát của tôi các bạn ơi, quải cái chữ này đó chứ. Này là chạy. Ủa gọi cái gì vậy, sao tôi hành bảo mẫu rồi, tự nhiên tôi đang hành bảo mẫu mà tự nhiên tôi hành em bé luôn rồi, sao vậy trời là trời. Quải cái chữ này chứ. Ê, đi qua đây, đi qua đây. Trời ơi là trời, không biết sao từ lúc nào tôi hành bảo mẫu cái giờ tôi hành em bé luôn rồi mấy ba ơi. Trời ơi là trời. Khổ thiệt đó chứ. À, giờ là tôi phải đi lấy mấy cái chìa khóa nãy hả? Ồ, hiểu. Rồi qua đây lấy nè. Trời ơi, game là dễ các bạn ơi. Dăm ba mấy cái trò như này là tôi chơi được hết. Đó, quan trọng là tôi chơi có bờ gồ hay là không thôi. Đây. Nói về mấy cái trò chơi như thế này thì tôi chơi tới khi nào tôi xong vậy? Ủa rồi tôi chơi tới khi nào tôi xong vậy mấy bà ơi? À xong rồi nè, vừa mới nói là xong luôn rồi đó mấy bạn ơi. Really, nigga? Tôi vừa mới nói là xong luôn rồi đó, ok chưa? Trời đất ơi, đây nè, tôi đang nói chuyện với bà chủ nhà nè. Còn sao tôi là bà giúp việc? Mà sao tóc tôi nhìn gì kỳ vậy? Tôi không biết sao nhưng mà nhìn tóc tôi kỳ lắm các bạn ơi. Thôi kệ, nói chung là thôi phận đời đi trong trẻ rồi tiếp tục đi trong trẻ. Ôi trời, quỷ đâu vậy? Ê giúp con, sao nó lớn nhanh vậy ta? Đánh răng đi. Nhớ là tôi mới trong cái thằng có chút ép rồi, sao giờ nó lớn như con tôi vậy trời đất ơi. Chắc là thằng nhóc nó tiến hóa nhanh quá các bạn ơi, tôi không kịp trở tay. Nó tiến hóa ghê. Sao giờ nó có chút ép rồi. Mày có thằng anh trời ơi là trời. Hello, tôi mà tao thấy ghê quá, tao có điềm gì không ta? Không có điềm gì đâu hết. Đây, để cô lấy đồ ăn cho con ăn nha. Qua ăn đi, cầm vô họng đi con ơi, cầm vô họng đi. Sao nó không chịu ăn gì đâu mà. Nó bắt mình phải để lên dĩa cho nó, khổ ghê. Quên mình là giúp việc mà. Xin lỗi con nha, cô quên mất cái thân phận của cô là giúp việc ở trong nhà. Cô xin lỗi nè, ăn đi con, đúng rồi, ăn đi. Mày ăn đi. Ăn hay nó hửi gì trời đất ơi là trời. Ăn hay nó hửi vậy. Ê, nhóc, đứng lại. Trời ơi là trời, quỷ này mày đi đâu đây? Thì ra nó sống với cô chủ nhà ở đây hả? Ê, hello con. Ôi trời ơi, nhóc này có sỏi khuyên luôn nha. Quậy quậy báo bà già nha. Rồi. Nhóc này chuẩn bị đi học rồi, cho con đi học luôn nha con trai. Đi học đi con. Đúng rồi, bye bye. Dách, ok, dách ơi, bye bye con nha. Đi học đi nha,
thì xíu về chở đi đi chơi. Đây. Ôi ôi. À, đưa đi học luôn rồi. Bye bye em, đi đi mẹ ơi. Đi đây. Như xem như mẹ luôn các bạn thiệt. Ok. Rồi rồi. Rồi rồi, đứa nào cần chị con ơi con ơi. Ôi nay nó không khóc nha ba, nay nó không khóc nha, nay được nha. Nay không khóp là chịu. Nay không khóp là chịu. Rồi trên đây có gì ăn không ta? Ủa, có đồ ăn chân gà hấp xả lá mè. Rồi bây giờ là chắc là mình phải ngồi mình làm đồ ăn mình ăn rồi. Nấu nướng tí nè rồi để vô ăn cho nó ngon à. À trời ơi. Ôi con gà nó hấp rồi, nhìn hết sảy con mà bẫy luôn. Hả? Đù, nhanh vậy sao? Con gà này nhanh vậy sao rồi? Đi ăn thôi chứ còn sao nữa trời, ngồi ăn thôi. Ui giời. Rồi rồi, cô nghe tới rồi. Đứa nào kêu tao gì đây? Trời. Ê con xin lỗi gì? Con không biết con xin lỗi gì. Con tưởng thằng con gì kêu á chứ con đâu có biết gì đâu. Để con lấy ly nước cho dì uống nha. Rồi con đem rửa sao cái nhà của dì sao cái ly gì đâu mình á. Ly nào ly nấy dính bụi không vậy? Ấy kiếp chưa rửa luôn á cô ơi. Rồi con lấy cho cô uống nha cô. À, cô đợi tí nha cô, pha cô tí cà phê nè. Rồi. Đó, pha cho cô tí cà phê cô uống nha. Rồi trời ơi, con là cái phận đời giúp việc của con giúp là mấy đời rồi cô ơi, con giúp làm phải nói là rất là nhiều luôn rồi. Ủa trời ơi. Con chế sữa cho cô luôn nè. Con giúp từ con trong trẻ nhà bị ma án, nhà cướp điện, rồi mấy đứa trẻ Bình Dương, rồi mấy đứa trẻ bự hơn cái thành phố là con chăm đủ hết mọi loại trẻ đấy. Trẻ nào cũng chăm được hết, cô yên tâm đi. Trẻ báo đời là con chăm dễ lắm cô, nên là cô cứ yên tâm đi đó. Nhưng mà mai phước cái là con gặp ngay cô á. Trời ơi, con cái nhà cô nay con lần đầu tiên con được trong trẻ mà bình thường nhất có thể mà con không thể nào mà tưởng tượng ra được. Ôi giời, ngon cái nhà. Ủa, tôi được ăn các bạn ơi. Trời ơi, ngu dữ măng, ngu dữ măng. Đã biết mình làm bảo mẫu trong nhà rồi nên là mình phải làm tròn trách nhiệm đó. Người ta là người ta thuê mình có 1 tháng á, mình làm việc tới đây mình chấp nhận làm việc cả năm luôn. Tại vì không phải là mấy cái đứa trẻ Bình Dương á, mình thích chấp nhận mình nuôi mấy trong trẻ bình thường nó còn đỡ hơn các bạn. Rồi rồi, sao khóc. Yêu, yêu, các bạn nhìn cái tay tôi kìa. Oh my god. Yêu ghê thực sự luôn á. Rồi, chụp xuống. Oh my god, các bạn nhìn kìa. Yêu. Trời ơi là trời. Con ơi, con nhìn cái tay của cô đi con ơi. À, bùn đất lắm lem rồi đủ thứ luôn nè con ơi. Trời ơi là trời, thấy ghê thực sự luôn á. Đi rửa cái tay cái cây. Rồi, yêu. Ui giời ơi, ui giời ơi. Nhưng mà không sao các bạn, trong trẻ đây nhiều tiền các bạn ơi. Trong trẻ đây nhiều tiền, không sao. Mẹ của nó trả tôi mấy triệu lắm. Rồi con ơi, con đợi con tí đi. Rồi đây cô xịt vô đưa đây đây. Đó 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 đó, cô xịt vô, cô không phải là làm gì đâu nha. Đó, cô đang chăm sóc con thôi, con hiểu không? Rồi bây giờ là cô sẽ đi tìm một cái tả phải không, cái tả. Rồi à đây rồi, tả nè, quăng cho con vô. Đúng rồi. Trời ơi, làm bảo mẫu như thế này là phải hợp lý chứ nha. Trong trẻ như thế này nó còn đỡ hơn nha ba ơi. Hà tôi cà Hà muốn kiếm từ đòi trong trẻ như thế này nên cho nó tuyệt vời hơn chứ đi. Trong mấy cái đứa trẻ gì đâu mà đứa thì bự hơn cái thành phố, nó ăn luôn cây luôn tự. Nó ăn rồi đủ thứ luôn, tôi sợ chết rồi. Tôi lại cầm cái bình chữa trái chi vậy trời. Tự nhiên bà chủ nhà kêu tôi cầm cái bình chữa trái, tôi không biết tôi làm gì luôn mấy bạn, thiệt luôn á. Trời ơi, đứa nào làm trái đây vậy? Trời ơi là trời, khổ ghê luôn á. Từ rồi đi qua đây, đi qua đây, qua đây. Oh my god, trời ơi, ai làm trái vậy? Ai đốt gì, ai nấu gì á? Mình là chức việc, là mình là người làm chứ. Cô ơi, con nói với cô rồi là cô phải luôn cẩn thận với con bé đó. Lỡ một ngàn bé đó, hồi lỡ như nó có siêu năng lực thiên nhiên gì đó. Trời ơi, con trông bao nhiêu đứa trẻ rồi, con biết lắm cô ơi. Nên là cô cứ ngồi yên tâm đi. Cô hãy đặt vững niềm tin vô con. Con là người trong trẻ siêu giếp bà gồ. Không ai bằng con cũng không bằng ai. Ai nãy. Rồi rồi rồi. Rồi rồi, đứa trẻ rồi, nó kêu cái gì đây con ơi? Nó nằm im cái bàn à, nay nó nằm im bất động, nó không có nói cái gì hết trơn luôn á. Ồ, à, đi rửa chén à. Rồi rồi rồi, đi rửa chén. Ôi nhà ăn đúng hai cái dĩa luôn. Nhà không ai ăn, có mình tôi ăn. Chủ nhà còn không ăn, giúp việc ăn là tôi ăn đó mấy ba ơi. Rồi đi rửa nè, đó rửa cho sạch cái dĩa đi. Tại vì hai dĩa này là hai dĩa tôi ăn mà mấy bạn. Đó, hai dĩa này là hai dĩa tôi ăn mà, nên là thôi rửa cho sạch để thôi bà chủ nhà bà ngồi bà nói nữa hoài mệt lắm. Sợ bà chủ nhà nói nhiều lắm rồi. Cái gì đây? Ủa gì vậy con? Trời đất ơi, mày đồ mày dục gì hay gớm vậy con ơi. Trời ơi, mày mới đi quýnh lộn về hay sao mà đồ gì lắm lem mấy ghê quá vậy trời ơi. Là trời phật. Ôi ôi, ôi ôi, đồ gì mà từ lướt. À rồi 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 rồi, trời ơi là trời, tôi phải bỏ đồ vô cho nó mà. Sao không có chút ép gì
rồi cuối cùng mày là con trai hay con gái, mặc đồ lúc thì đầm lúc thì áo bình thường vậy con? Ủa trời ơi, trời đất ơi. Rồi để lấy đồ vô cho con nghe con ơi, khổ con ghê luôn á. Cầm cái này lên nè, khổ ghê nhưng mà thôi kệ, làm giúp việc như này nó vui các bạn ơi, chứ làm giúp việc cho những đứa trẻ nó cứ bình dương thì tôi ngày nào tôi cũng bị tụt huyết áp á ba ơi, ngày không bao giờ sống họ được á. Làm cho mấy đứa trẻ dễ thương như này nè dễ sống họ lắm, còn chứ làm cho mấy đứa khác là không thể nào mà sống họ được, gặp ông bà sớm nhất có thể luôn, nên là đôi lúc là mình phải cẩn thận các bạn hiểu không đó. Yêu sao cái nhà vô hay vậy trời ơi là trời, mày làm mấy con ơi là con. Ui yêu giời ơi, con đi làm cái gì mà cái nhà dơ hay luôn á con ơi, khổ ghê luôn á. Tụi yêu quỷ nào nhậu mà ói vậy trời ơi là trời, khổ ghê luôn á. Làm giúp việc mình ghét là như oxin luôn. À quên, mình là giúp việc thì mình là oxin. Lâu tôi lại quên mất tôi là giúp việc. À trời ơi là trời. Rồi thôi, nói chung là đi dọn hết đó, mình phải làm tròn đó bạn ơi, chứ thường là tôi nhớ tôi làm giúp việc mà tôi phải đi từ tà từ ma đủ thứ hết trơn luôn, đúng là nhiều nghề đa nghề, Ruby đa nghề. Ây, đau bụng quá trời ơi, làm giúp việc có phải là con gì đâu, cũng đau bụng ấy, đau bụng quá. Thôi lẹ lên. Quá là tuyệt vời, không có một cái nỗi niềm nào mà tuyệt vời như thế này hết chứ. Tôi vừa mới thấy cái cục gì phải không? Chứ mấy bạn không thấy đâu nhỉ? Mấy bạn không thấy đâu. Rồi rửa tay trời đất ơi, tôi đi có miếng mà cái tay tôi làm cái gì mà nó dính thấy ghê vậy trời ơi là trời, thấy gớm quá. Rửa tay nè. Coi như các bạn chưa thấy nha các bạn ơi, đó coi như mọi người chưa thấy nha. Con sao cái nôi nó gãi rồi ba? Ủa sao cái nôi nó bị gãi rồi con? Con ơi, con ăn mì tôm hay mì gói hay con úp mì lên đầu vậy con? Đất ơi con ơi. Rồi, con ăn mì tôm xong con úp lên đầu phải không? Vô tắm đi con ơi. Rồi, để cô lấy đồ cho con tắm nha. Rồi để cô chà cho nè. Trời ơi là trời, thấy gớm không? Cái đầu thấy gớm không? Cái đầu mà tôi nhìn tôi tưởng mình đi như đi ăn mì tôm vậy đó. Trời ơi là trời, khổ ghê luôn á. Rồi lấy cái dầu sen xịt cho con này nè. Đã chưa? Phải đã chứ con. Sao mà không đã được? Rồi ẵm con lên nè, đi vô ngủ đi mày ơi, tao mệt mày ghê luôn á, khổ ghê luôn à. Rồi cái nôi bị hư luôn vậy, vậy sao vậy? Trời đất ơi, chứ giờ mà làm bảo mẫu mà một ngày bình thường nó đúng được là cái này đúng chắc là làm bảo mẫu luôn các bạn, đúng chắc là làm bảo mẫu luôn. Mày qua cái này đúng chắc là làm bảo mẫu luôn, mày quá là không trúng mấy cái nhà mà kiểu bình dương như thế nào luôn nha mấy bà ơi. U là trời các bạn ơi, bây giờ mình làm nốt cái việc là mình đi về nè, hết ca tôi rồi đó, giờ tới ca khác rồi gì giật mình mà già. Trời đất ơi, trời ơi là trời. Rồi cái này trời ơi, rồi cuối cùng á, đang định đi về mà bà chủ nhà bà kêu tôi lại làm gì đi, sao mà bà kêu tôi chà cái máy lò vi sóng này, khổ ghê luôn à. Ủa sao bà không biết chà lộn, tôi là người nhầm tí các bạn ạ. Rồi thôi thì nói chứ hôm nay giúp việc nhiêu đây được rồi đó, làm bảo mẫu nhiêu đây hôm nay được rồi. Ui dồi, cái phòng đẹp thế, cái phòng này cô chủ nhà dành cho con ở phải không? Rồi nói chứ thì hôm nay tôi đi về các bạn ơi, ngày mai là giúp việc tiếp đó. Bạn nào mà muốn tôi giúp việc cho con nhóc này nữa thì các bạn cũng đừng quên lại nhớ comment phía số 1 hoặc là comment cái đó ủng hộ tôi nha, để tôi tiếp tục làm bảo mẫu. Còn không thì thôi các bạn, còn không thì thôi tôi về đây, bye bye mọi người nha, đi về đây. Trời ơi, ủa là tôi bị nhốt rồi hả? Trời ơi là trời.